Liên quan đến việc một bác sĩ tại Yên Bái bị người nhà bệnh nhân hành hung, sáng ngày hôm nay 22 tháng 2, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đã gửi công văn đề nghị Sở Y tế Yên Bái quan tâm chăm sóc điều trị cho các bác sĩ bị hành hung, đồng thời yêu cầu ngành cần phối hợp với cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm người có liên quan. Trước đó vào ngày 20 tháng 2, một sản phụ ở Lào Cai được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để sinh con. Sản phụ được chẩn đoán mang thai 40 tuần, có sẹo mổ cũ, được chỉ định mổ, lấy thai. Đến khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, thai phụ được chuyển vào phòng mổ. Trong quá trình mổ lấy thai, người nhà bệnh nhân đã treo lên cửa sổ của nhà mổ để quay phim, chụp ảnh. Kíp mổ phát hiện có người trèo cửa sổ quay phim nên đã nhắc nhở yêu cầu người nhà bệnh nhân rời xuống. Tuy nhiên, chồng của sản phụ phản ứng gay gắt, chửi bới, dọa đánh bác sĩ. Mặc dù bị người nhà bệnh nhân đe dọa, nhưng các bác sĩ vẫn tiến hành mổ lấy thai. Ca mổ thành công, sức khỏe của thai phụ và bé sơ sinh đều an toàn. Tuy nhiên, khi kíp bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật thì bất ngờ bị chồng sản phụ và 10 đối tượng khác dùng đèn pin hành hung. Bác sĩ bị đánh nặng nhất, hiện bị rách da đầu, chảy máu nhiều và phải khâu 20 mũi.